人海里偶遇，人海里别故事，情路遇着推敲，迷恋是上动摇，如小说故事，如小说里际遇，情路独立光环，如浪潮无力挽。Chú Phi đã tới đây rồi, giờ viện trưởng mới vừa đưa ông đi đó thôi. Chú Phi, đúng rồi. Nè nè, lấy cái vô đi nè. Đúng rồi nè, vô đi nè. Nhanh lên Hai Kiều. Nhiều lúc họ cũng ngoan lắm. Vậy là được rồi ha. Nhưng mà những gì trong mồ côi có gì cần thiết, bà liên lạc với tôi ha. Nhất định rồi. Xin chào. Cảm ơn nhiều. Anh Lập. Hai Triệu. Giá nhà bây giờ khoảng 4.000+ mà tôi nghĩ sẽ còn lên nữa. Chúng ta nhìn lại giá nhà hồi năm 81 nếu so với bây giờ thì trừ đi bành trướng văn hóa thì lên khoảng 10%+. Cho nên tôi thấy nhất định sẽ tăng nữa. Hai Triệu, biết em đi với anh ăn cơm nhưng tôi muốn đánh bạn mà em lại không đi. Ở nhà ăn mì hả? Bây giờ đưa em đi ăn nha, được không? Thôi khỏi, em không thấy đói. Người mà chúng ta không muốn gặp, không muốn nhắc tới thì đừng nhớ tới nữa mà. Đâu có. Em có chuyện gì không vui anh biết được mà. Anh thấy tướng em như vậy, anh đây cũng không vui đâu. Nếu như em ở không quen thì hãy mình rời khỏi chỗ này nha. Tại sao phải rời khỏi chỗ này? Tại sao mình phải lánh mặt hắn chứ? Hắn không có nghĩ mình là làm lại từ đầu thì em phải cho hắn biết mình sinh hoạt rất là vui vẻ. Anh đã có nói với em rồi mà. Em thì có thể quên đi hắn sao? Em nhất định sẽ quên được hắn.
Là bà, anh phải biết. Nếu như em thiệt thấy không quên đi được hắn, thì cho dù em đi tới đâu cũng không thể quên được hắn mà. Đã là vậy tại sao em phải lánh mặt hắn chứ? Phải không? Anh yên tâm đi. Ok. Em rót ly trà cho anh. Báo cáo đã xong rồi, mọi việc như thường. Trên cơ bản cô đã được lành lại hết rồi, không có gì đáng ngại đâu. Nhưng tốt nhất phải uống thuốc thêm nửa năm đi nha. Vậy tôi có cần trở về để tái khám hay không? Nửa năm sau nữa. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói em hầu như lành lại hết rồi, nhưng mà cần phải uống thuốc thêm nửa năm. Giờ mình đi lấy thuốc nha. Nè Hát Triều à, em chờ anh đi, anh đi lấy cho. À, thuốc của con 2 triệu đó. Phó Ngọc Lân nó thiệt là thê thảm quá hả? Nhiều rồi, định là cưới một cô vợ trẻ một chút á, già đi có người hầu hạ. Ai dè cô vợ này chết sớm hơn ổng. Cho tới bây giờ á, ổng vẫn chưa chịu cho người đưa bả vào nhà xác. Xin lỗi nha mấy cô. Mấy cô nói là vợ của Phó Ngọc Lân bị chết rồi hả? Phải đó. Vậy xin hỏi có biết phòng nào hay không? Ba đừng đau lòng quá. Hải Triều, vì tình con đã chết rồi. Thì không ngờ ba đi mau hơn ba. Người chết thì đã đành. Bà ở đây cũng khá lâu rồi. Hay là để dì Tịnh An giúp đi nha. Con đưa bà về nhà. Ba đừng đau lòng quá. Nè, đi về nhà đi. Trong khoảng thời gian ở Thái Lan, suốt đời con không thể nào quên nổi. Thì là sống không bằng chết nữa. Thằng khốn nạn Kiều Lịch này không phải là người mà. Ba có giận con lâu nay con không kể chuyện này với ba hay không? Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi đừng có nhắc nữa. Ba đã mất đi dì Tịnh rồi, chỉ còn con là người duy nhất mà ba tin cậy thôi. Con thì không ngờ Kiều Lịch lại giở trò bí ổi như vậy với ba. Thật ra dì Tịnh con cũng là bị Kiều Lịch gián tiếp hại chết thôi. Nếu như không có vụ bán nhà thì cơn bệnh của bà không có bộc phát nào gì đâu, và bà sẽ không chết sớm. Con cũng không giấu bà, thật ra lần này con trở về là muốn giết chết Kiều Lịch. Nhưng mà cuối cùng con đã bị anh Lập ngăn cản.
Có lẽ là anh nói đúng. Không nên vì thứ dân này mà hy sinh bản thân mình. Nó nói như vậy cũng có lý lắm. Nhưng mà không lẽ con thiệt tình bỏ qua cho nó hay sao? Hải Triều, ba hiểu được tâm trạng của con. Ba tin rằng những điều mình nghĩ hoàn toàn giống nhau mà. Nợ này Kiều Linh nhất định phải trả. Sớm muộn nó sẽ biết lợi hại của hai cha con mình. Cậu ba, cậu đã điện thoại hết rồi, lại còn đi hỏi người ta nữa, vẫn chưa có tin tức gì hết. Hay là báo cảnh sát cho rồi? Cổ cũng đã lớn, chắc không có gì đâu. Tôi sẽ gọi điện thằng Lực. Cậu ba, thiệt ra hai người có xích mích gì với cậu Tư không? Đừng nhắc nữa. À, giờ tới rồi kìa. Cô Triều à, cô đi đâu vậy? Cậu ba thiệt là nóng lòng lắm đó. Xin lỗi nha, vừa rồi em đi thăm ba nuôi. Dì Tịnh mới vừa qua đời. Hả? Dạo trước nghe nói bà vô nhà thương thôi, mới đây mà đã chết rồi à. Bây giờ sao đời người mỏng manh quá. Thôi tôi dọn cơm ra cho cô cậu ăn nha. Em biết em bỏ điện vậy không nói năng gì cả, làm anh lo lắng không? Xin lỗi nha, từ nay em không như vậy nữa. Bác Lăng là sao hả? Ông Thiệt là buồn lắm. Anh biết ông Thiệt yêu thương dì Tịnh lắm mà. Anh biết. Sự nghiệp và gia đình của ông bị thay đổi rất lớn như vậy. Anh lo là ông chịu không nổi đâu. Sở dĩ lần này ba nuôi bị như vậy là gì? Anh hiểu. Anh hiểu mà. Là ba, Em muốn giúp việc lại cho ba nuôi. Nhưng mà em vừa làm lại thôi. Em thì là chán lắm. Em không có việc làm, con người không biết phải làm sao nữa. Em có thể thử công việc nhẹ mà. Ba nuôi đã giúp em nhiều như vậy, không lẽ em không thể giúp ông lại một lần sao? Hai Triệu à, em phải hứa dành nha, đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Ok. Được rồi, em đã hứa là không nhắc thì không nhắc mà. Đừng có dài dòng nữa. Ăn cơm nè. Ăn cơm đi. Triều Quang. Cậu ba, cậu về tới hả? Hai Triều đâu? Về chưa vậy? Dạ về rồi, vừa về tới thì cô vô phòng đó. Tôi lên kiếm cổ, làm phiền gì hả? Hai Triều. Hai Triều à? Anh về tới rồi hả? Em hứa anh cái gì hả? Nói đi. Em có hứa với anh là không được làm việc khuya. Con người đừng có khẩn trương quá. Bà nè, em qua đi. Cà phê, thuốc nhỏ mắt, đôi sức hay không? Anh thì không yên lòng đi lại em ở Hồng Kông. Hay là em theo anh qua Thái Lan đi. Thái Lan? Ờ phải. Tại vì công trình đó bọn anh có chút trục trặc đó mà. Cho nên anh phải qua coi. Một tuần lễ thôi. Đi với anh nha. Em không muốn đi. Em qua bển làm gì chứ? Lại không giúp được gì cho anh. Hơn nữa, nhân điểm mình em ở lại Hồng Kông, anh thì là không yên lòng. Chuyện gì? Anh sợ là anh không có ở đây thì em làm chuyện dại dột à? Anh đừng khẩn trương quá. Em đã hứa với anh rồi thì em không đi làm chuyện bậy đâu. Hơn nữa anh đã nói với em rồi, cái người đó bây giờ như thân vàng lá ngọc. Em không làm bậy đâu. Em nghĩ không đáng mà. Đúng vậy. Ở trong nửa năm, Hằng Đạt của chúng ta sẽ bán 5 khách sạn và 2 tòa cao ốc. Đây đều là các sản nghiệp đang bị lỗ lã của Hằng Đạt của chúng ta. Còn về lần này tại sao chúng ta làm vậy? Là tại vì chúng ta muốn Hằng Đạt có sự thăng bằng. Về mặt thâu chi sản nghiệp bán ra lần này của chúng ta gồm có
khách sạn Trung Quốc ở Bắc Kinh của Trung Quốc và khách sạn Lâm Cung ở Thái Lan, khách sạn Bá Tước ở London của Anh Quốc. Các vị có vấn đề gì không? Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta quyết định vậy nha. Tiệm này cũng được quá chứ. Được hả? Ông Lập. Ô chào. Gì? Anh Lập. Lâm à, lên xe chờ anh nha. Ừ. Xin lỗi nha. À, không sao. Gặp được anh hay quá. Tôi đang kiếm anh đây. Chuyện gì? Tôi qua Thái Lan một tuần lễ. Tôi không yên lòng để hai chị ở đây một mình. Ờ nè. Ở đây có điện thoại nè. Có gì liên lạc với tôi nha. Được. Ờ, Hải Triều làm sao? Cố mạnh chứ? Cô đó khỏe rất nhiều. Bây giờ đang làm việc trong công ty của bà cụ đó. Ngoài anh ra, tôi nghĩ không ai giúp được tôi. Đừng khách sáo, Hải Triều cũng là bạn của tôi mà. Chào. Bye bye. Anh có vẻ như là phải đi gấp hả? Phải. Anh đi phi trường và qua Thái Lan tuần lễ. Anh có để lại số điện thoại và địa chỉ. Dặn anh nếu như Hải Triều có gì thì cho anh biết. Em cũng biết mà, Hải Triều ở Hồng Kông không có bà con gì cả. Được rồi, anh đừng có lo. Người ta làm bạn trai cũng không có thấy ngại. Vì tại sao lại ghen tuông chứ? Anh thì quan tâm cho Hải Triều lắm. Phải, và còn rất tỉ mỉ nữa. Chào ông Lân. Chào ông Lân. Chào. Ông Lịch. Các vị, tôi nghĩ các vị không xa lạ gì với lại cô Hải Triều đây. Từ nay trở đi, tất cả nghiệp vụ hàng phát của tôi giao cho cổ toàn quyền phụ trách. Hy vọng các vị hợp tác với cổ. Cô Triều đã lâu không gặp, hoan nghênh cô. Cảm ơn. Ngồi đi. Dạ được. Xin lỗi đã quấy rầy các vị. Bà đi nha. Dạ, bye bye. Ok, mình họp nha. Anh à, đọc các đề tài chính yếu đã. Cuộc họp hôm nay đến đây chấm dứt. Có ý kiến gì không? Cô Triều à, có ý kiến gì không? Không ý kiến. Vậy giải tán. Chị Tá, lát nữa nói Mỹ Đức đến phòng tôi. Cô muốn gì đây? Ông Lịch, ông không có gì chứ? Không có gì. Tôi nghĩ là ông Lịch muốn hỏi tôi mượn khăn giấy thôi. Có phải không ông Lịch? Cảm ơn. Đừng có xấu, xài từ từ nha. Chắc là lâu nay anh làm nhiều chuyện bậy, cho nên bây giờ biết sợ hả? Có phải thì hối hận năm xưa không bắn chết tôi không? Bây giờ không dễ dàng như vậy đâu. Anh Phong, anh Mẹ. Chuyện gì vậy cô hai? Đây là ông Kiều Lịch. Dạ, ông Lịch. Lịch. Cô đừng tưởng có Ngọc Lân chống lưng làm quà nha. Hai người muốn đấu với tôi hả? Chưa đủ sức đâu. Thì để coi. Hồi nè, hôm nay đi họp, Kiều Lịch có làm khó con không? Tạm thời thì chưa. Con cười gì? Con kể một chuyện tức cười cho ba nghe. Hôm nay sau khi con với hắn họp ở trong phòng tang rồi, con muốn lấy khăn giấy từ trong cặp táp ra. Bà có biết là hắn nghĩ con lấy cái gì ra không? Hả? Hắn tưởng là con rút súng ra đó. Cho nên mới nói, nếu như mình không làm chuyện bậy thì đâu cần phải sợ ai chứ.
Cũng vì hắn làm chuyện bị bạ cho nên phải sợ rồi. Cho nên bà nói lúc nào mình cũng là thế thượng phong, bởi vì ta không thể nào thắng tránh được. Nhưng mà hình như hắn đã biết mình đang làm cái gì. Hắn còn nói hắn hâm dọa con, nói là con chưa đủ sức đâu. Nó có gì hay chứ? Cùng lắm thì nó dở mấy cái trò bậy bạ thôi. Nè, chỉ cần mình đồng tâm hiệp lực thì sớm muộn có một ngày nó sẽ bị chúng ta đánh bại và không thể trở mình được. Con định nới tay hả? Đối phó với thứ dân này mà con có thể nới tay sao? Nhưng mà ba nhìn ra cậu Lập như là không thích con về giúp việc cho ba lắm. Dạ phải, anh thì bận tâm cho con lắm. Nói về tánh tình thì cậu Lập đúng là một người tốt, nhưng mà nói cho cùng cũng là anh em một nhà. Ba chỉ lo là con đứng giữa thiệt khó xử lắm. Mong là anh thông cảm cho con. Hả? Con đừng hiểu lầm ba dèm pha cảm tình hai đứa nha. Thằng Lập đúng là một người tốt. Chừng nào nó về đây vậy? Ngày mai. Tánh tình cậu Lập á, rất là tốt, nhưng mà nói cho cùng á, thì cũng là anh em một nhà. Ba chỉ sợ là con đứng giữa thì khó xử cho con lắm. Alo, chị Quang hả? Ồ, Lập đây. Hai điều đâu? Ồ, phải. Tôi đuổi chuyến bay đột ngột rồi. À, đi vắng hả? Ê, không, tôi bây giờ đang ở sân bay mà. Chú Pháp thất của. Ồ. Ồ, được. Để tôi đi kiếm cô nha. Một lát gặp ha. Bye bye. Cậu ba mới về. Chị Quang. Cô Triều đâu? Cô chưa có về sao? Dạ chưa. Vừa rồi ở sân bay không thấy cô. Tưởng về rồi chứ. Cô đã đi 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Lâu vậy à? À. Alo. À, chúng tôi là bộ giao thông cảnh sát điện thoại tới đây. À, có cô Triều đó không vậy? Ừ, có người này. Nhưng đã đi vắng rồi, có chuyện gì? À, chúng tôi đã phát hiện một chiếc xe nhà ở kế cận Cửu Long Thịnh. Số xe là Y-6182. Phải. Cô người của ta sao hả? Có bị gì không? Cô có bị gì không thì chúng tôi không biết. Tại vì trong xe không có ai cả. Có chuyện gì khác hay không? À, xin hỏi ông là gì của chủ xe vậy? Tôi là bạn của cô. Bây giờ cô làm sao? À, không có gì đâu. Bây giờ ông có thể tới tiệm cảnh sát Cửu Long Thành có được không? À, được. Cảm ơn. Cậu ba, có chuyện gì vậy? Tiệm cảnh sát gọi tới. Họ nói là kiếm được chiếc xe của 2 triệu ở gần Cửu Long Thành đó mà. Có phải là cô nóng lòng chiếc xe bị hư cho nên đi taxi tới sân bay để đón cậu hay không? Không đâu, tôi đã chạy tiếng máy ở sân bay mà không thấy cô. Cô đi đâu vậy? Cậu đừng lo lắng, chiếc xe không sao mà người cũng không có sao đâu. Ý, có chuyện gì vậy hả? Có một chuyến bay xảy ra chuyện không thể tới Hồng Kông được cho nên nhiều người bị kẹt lại thôi. Từ đâu tới vậy? Hình như là từ Thái Lan tới đó. Xin lỗi nha, tôi muốn hỏi là chuyến bay 5 giờ đã tới chưa vậy? Chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng mà nếu có tin chúng tôi sẽ loan báo ngay. Xin lỗi nha cô, tôi muốn biết là ở trong chuyến bay này có một người tên là Kiều Lập hay không? Xin lỗi nha, cái máy gì bị trục trặc. Cô ngồi chờ một chút, chúng tôi sẽ coi ngay cho cô. Cảm ơn. Thằng Linh, gọi bảo gì với tôi? Đừng dễ trò đi nha. Mày bắt 2 triệu hả? Khi không ai bắt cổ làm gì? Bây giờ cổ ở đâu? Anh khẩn trương làm gì vậy? Người đàn bà này bệnh hoạn cùng mình dơ giấy bẩn thỉu, coi chừng truyền nhiễm cho anh đó, anh biết chưa? Tôi sẽ dùng 2 triệu nha. Nếu có chuyện gì tạm tha mày đâu. Cái gì hâm dỗi tôi? Liền nó ra ngoài.
Buông ra đi. Mày liều hùng như mày, ta không tha mày đâu. Nhớ kỹ nha. Để ra ngoài. Dạ. Chị Quang à, hai chị có điện thoại gì không? Dạ không. Tiếp theo đây là một đoạn tin đặc biệt. Báo cáo chuyến bay 737 từ Thái Lan tới Hồng Kông. Lúc 3 giờ 15 ban chiều giờ Hồng Kông đã bị nổ tung ở trên không biển Nam Hải, người đã chìm xuống hải vực của Thái Lan. Và sau đó, Hồng Kông đã phái 3 đội cấp cứu tới hiện trường để tiến hành lùng soát và công tác cứu viện. Tạm thời chưa có báo cáo về tử thương. Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cáo sau. Thiệt xin lỗi, vẫn chưa có tìm ra được. Cảm ơn. Năm phiếu, phản đối được 4 phiếu. Thưa bà, vậy nghĩa là cứ lấy danh nghĩa bằng hội đồng đầu phiếu phản đối, phủ quyết đề nghị, chúng ta giải tán. Bà, tại sao bà làm vậy? Bà đã nói với con nhiều lần, cái việc ngân hàng con muốn làm sao cũng được, nhưng con đừng sáp với bọn dân Nam Mỹ đó. Sao con không nghe lời bà? Bà tình con đi đám dân Nam Mỹ đó cũng biết cách lo liệu, bà đừng có lo mà. Đừng nói nữa, kiến nghị này đã được bãi bỏ. Anh Phát à, cậu làm đám cưới người đàn bà này. Được, cười chú đi. Chụp thêm một tấm nữa nha, chuẩn bị. Chụp thêm một tấm nữa nha, nhìn với nhau đi. Good. Ông Lập à, có người gọi điện thoại kiếm ông. Xin lỗi nha, chụp rồi đi. Alo, Lập hả? Ba cho con biết, nếu con còn coi ba là ba, tối nay gì gặp ba. Sorry nha. Ai gọi vậy? Các bạn của phòng kiến trúc sư. Hai vị nhìn qua bên này chút đi nha. Chuẩn bị, cười lên. Bà hỏi con, đám cưới là chuyện lớn sao không bàn trước với bà, mà con lại cưới người đàn bà đó, muốn chọc tức bà chết hay sao? Nếu như bà thấy con làm lỗi thì con nói sorry, nhưng con đã quyết định rồi. Không được, bà không cho. Những gì cũng đã quyết định, không ai thay đổi. Được, nếu như con đám cưới với nó, bà cắt quan hệ cha con với con. Nếu như bà cứ quyết làm vậy thì con không phản đối đâu. Một con điên rồi sao? Nó là kẻ thù của nhà mình mà. Nó không hại chết thằng Lịch, đã hại chết thằng Huy. Bộ tưởng nó thiệt thích con hả? Nó muốn hại chết con thôi. Bà, tại sao chuyện tới nơi này bà biết được là tắt đen là sao hả? Con không muốn gây với bà đâu. Nếu hết chuyện con xin phép nha. Còn hãy đứng lại. Bà, cô vẫn là cô của bà, cô vẫn quan tâm cho ba mà. Ba hãy nghĩ cho cô khỏe đi, bớt nổi giận, đừng hút thuốc nhiều quá. Con đi đi. Đi đi rồi đừng trở về nữa. Bảo trọng. Khốn nạn. Anh tới làm gì? Con người tốt nhất là đừng làm chuyện bậy bạ.
Anh nghĩ mỗi đêm em ngủ nhất định thấy anh hai nhập Phan Kim Liên phải không? Hả? Không biết anh nói gì, là mới đi đi. Ba đã đuổi anh đi rồi. Ba, sao nhiều quá vậy? Điện thoại cho luật sư Dương giùm ba. Bà phải thoát ly quan hệ với thằng nghịch tử đó. À, con đoán ra là vì chuyện anh hai đám cưới người đàn bà đó. Ba, thật ra ba không cần nóng giận đâu. Thằng bất hiếu phản bội lại ba hả? Ba không cho nó đồng xu nào cả. Ba phải sửa di chúc, đưa luôn phần của nó cho con. À, vậy có phần sáng nghiệp của anh sao? Nó không thèm mà, thì đưa hết cho con luôn. Đồ khốn nè. Anh Phát à. Hả? Anh Thiệt đem tất cả giao hết cho thằng Lịch. Giờ tôi chỉ có một thằng con thôi, không giao nó giao ai. Bà đừng có lo lắng, phần của bà với con Mẫn tôi có ăn bài mà. Em không phải là nói cái gia tài của anh. Bây giờ tiền trong tay của anh á, đủ che măng hết kiếp này rồi. Còn tánh của con Mẫn thì anh cũng đã biết. Nó giống thằng Lập lắm, chẳng có thèm nhìn tới gia tài của anh. Em chỉ lo lắng là cái thằng con này của anh á, có đáng tin cậy hay không thôi. Nè, sau khi nó thấy chỗ của thằng Huy biểu hiện khá lắm, đã lấy lại 55% cổ phần của Hằng Phát, là kiếm được nhiều lời cho ngân hàng. Bà nghĩ coi đáng tin cậy không? Thằng con của anh đó mà, anh muốn làm sao thì làm. Ba đừng nhỏ nhặt quá mà. Khuya rồi, đi ngủ đi. Tới đủ rồi hả? Trong lần họp trước, tôi đã phủ quyết kiến nghị đó. Có nhiều cổ đông không mấy hài lòng. Để cho công bằng cho nên hôm nay đã tụ tập cuộc họp này. Bên này có ai đại diện phát ngôn không? Là tôi với Kiều Lịch. Kiều Lịch anh nói thử đi. Được. Thưa ban hội đồng, bây giờ trong ban hội đồng cổ phần của các cổ đông đã có thay đổi. Để cho tường tận, hôm nay tôi đã mời hội kế sư lý văn pháp lý để giải thích các ông. Làm ơn chị đã. Rồi Giang Pháp, anh giải thích tất cả đi. Được. Bây giờ trong ban hội đồng, người có cổ phần lớn nhất là ông Kiều Vĩnh Phát, chiếm 35%. Người thứ hai chính là ông Kiều Lịch, chiếm 20%. Và người thứ ba là ông Ngô Văn Thang. Ờ anh Pháp, anh làm ơn nói luôn, ngoài chủ tịch ban hội đồng của ông Kiều Vĩnh Phát ra, cổ phần của các cổ đông kiếm được bao nhiêu? Anh nói đi. Là 30%. Ok. Anh Thăng, tôi hỏi xong. Cô Trần à, cô làm ơn đọc tiết 5 chương 2 của chương trình ban hội đồng cho chúng tôi nghe đi. Dạ được. Như trong ban hội đồng, cổ phần của các cổ đông cao hơn là cổ phần của chủ tịch, và được nhất trí về ý kiến thì có quyền miễn chủ tịch, đương nhiệm là người có cổ phần đứng thứ nhì và sẽ tự động được lên thay thế. Ông Phát, tôi nghĩ ông đã nghe rõ rồi chứ gì. Tôi biết anh muốn giở trò gì. Anh muốn đá kẻ làm chủ tịch bên hội đồng này chứ gì. Chủ tịch có viết rõ lắm, phải tất cả cổ đông đồng ý mới được. Lịch à, còn phản đối hay là đồng ý?
Con đồng ý. Ông Phát, đây là bản đồng ý của tất cả cổ đông của chúng tôi. Đồng ý là miễn chức chủ tịch của ông. Khốn nạn, giúp đỡ người ngoài để đối phó với bà. Ông Phát à, bây giờ người có cổ phần đứng thứ hai trong ban hội đồng là gì? Là ông Kiều Lịch. Chúc mừng anh Kiều Lịch, anh đã được tuyển chọn làm chủ tịch. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Cái thằng khốn nạn này. Chuyện gì đó ba? Muốn dạy con thì ở gì nhỉ? Ông Phát. Ba. Nguyên à. Ba, ba làm sao vậy? Má nó đi lại Phật. Cái bà này cứ đi lại Phật hoài. Ba, sao ba nóng giận quá vậy? Cái thằng Linh này, cái thằng khốn nạn. Ba, ba bị áp huyết cao đó, còn được ba lên phòng ngủ nha ba. Đi đi ba. Ba lên một mình được rồi. Ba. Không cần đâu, tránh ra. Ba. 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 Chị Tư à. Chị Tư. Mấy người ta. Bác sĩ à, chồng của tôi sao? Tạm thời đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lần trước ông đã bị hốt hoảng rồi. Lần này không có may mắn như lần trước đâu. Nếu lành lại cũng có thể bị liệt bán thân nữa. Tôi có thể vô thăm hay không? Được, nhưng mà không nên quấy rầy ông nha. Cảm ơn bác sĩ. Bảo à, em đừng lo lắng nữa. Bây giờ em còn trẻ mà, sợ mai mốt không có con hay sao? Bảo à, anh về nha. Em ráng nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ dễ dẫn biết chưa? Phải rồi đó, ngày mai anh chị sẽ trở lại thăm em nha. Anh Lịch à, được. Đứa con của mình đã bị mất rồi. Anh biết. Sắp sửa cả thế giới thì biết mà. Em biết em đang mang thai mà sao còn đi đỡ ba nữa. Bây giờ hại chết đứa con của mình nữa. Anh Lịch à, xin lỗi anh nha. Em thì không có muốn mà, em không có muốn đâu. Khóc, chỉ biết khóc mà thôi. Khóc lâu đứa con sống lại được sao? Anh Lịch à, không có sao đâu. Vừa rồi chị Lam nói với em là mình còn trẻ mà, mai mốt mình có thể có đứa khác. Anh Lịch à, đừng có nói chuyện xa xôi nữa. Không có chuyện gì xuất viện đi. Anh Lịch à, ba nuôi à, đề nghị của bác Trần và bác Trương cũng khá lắm chứ. Hay là mình vô xí cung coi thử coi mảnh đất đó đi nha, được không? Được mà, không cần chọn ngày nữa. Hay là hôm nay nha. Thì xin lỗi nhìn lần, lát nữa chúng tôi phải đi thăm anh Phát. Hôm khác đi hả? Kiều Vĩnh Phát, hắn bị chuyện gì? Anh đã bị bể mạch máu nằm nhà thương, anh không biết sao? Ủa? À phải, nghe nói bệnh nặng lắm đó nha. Có lẽ là sẽ bị liệt bán thận. Vậy còn chuyện làm ăn? Có thằng con kiều lực của anh cai quản, không ảnh hưởng gì đâu. Hay, nó tới giờ rồi đó, hay mình đi nha. Được được. Cô Thiều à, chúng tôi đi nha, xin chào. Xin chào. Chào. Bye. Kiều Vĩnh Phát lần này đã bị trời trừng phạt rồi. Nhưng mà Kiều Lịch thì mai này càng phách lối hơn. Nó không có làm giữ được bao lâu đâu. Lập, hay là mình đi thăm ổng đi nha. Em hiểu được tâm trạng của anh. Trái lại nếu người đó là ba của em, anh đi thăm ổng đi, thăm xong sẽ thoải mái hơn. Thiệt đó.
lại tới đây làm gì? Ba, đừng kêu tao là ba. Tao đã thoát ly quan hệ cha con với mày rồi. Sao bà nói vậy? Đi ngay, đi ngay cho tao. Cút ra ngoài. Bảo trọng nha. Khốn nạn. Như em đã nói vậy, tao vẫn chỉ là làm trò trách nhiệm mà thôi. Đừng nghĩ tới nữa, mình đi hướng gió nha. Được. Anh Lập. Gì? Sao ngồi vậy? Ờ phải, vừa đi thăm ba của tôi. Còn anh chị? Chúng tôi đi thăm Hữu Bảo. Cho tôi gửi lời thăm Hữu Bảo. Cảm ơn. Nè, thôi mình đi đi anh. Bye bye. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.